Hello, hello, xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Hiện nay, ngoài hoạt động ở trên YouTube, bản thân mình cũng đang hoạt động rất là tích cực ở trên các nền tảng TikTok, Facebook, Instagram và tất cả các tài khoản của mình đều là Khoai Tây yêu tiếng Trung. Vậy nên nếu như các bạn yêu thích tiếng Trung, quan tâm tiếng Trung hoặc là quan tâm mình chẳng hạn thì hãy cứ follow mình nhé. Đã bao giờ các bạn nghe đến phương pháp luyện nghe thụ động chưa? Có quan điểm cho rằng luyện nghe thụ động rất tốt, nhưng cũng có quan điểm cho rằng luyện nghe thụ động nó chẳng khác gì là một trò lừa. Vậy nghe thụ động là cái gì và nó có thực sự là một trò lừa đảo hay không? Trong video này chúng mình sẽ cùng nói về nó nhé. Nào, bắt đầu thôi. Trước tiên, nghe thụ động là gì và mục tiêu của nó là như nào? Nghe thụ động là việc bạn lắng nghe một thứ gì đó nhưng không đặt hoàn toàn sự chú ý vào nó. Kiểu như bạn vừa nấu ăn vừa bật chương trình thời sự để nghe ấy. Bạn vẫn có thể nghe hiểu nhưng không đặt hoàn toàn sự chú ý của mình vào nó. Còn nghe chủ động là việc bạn lắng nghe với sự tập trung hoàn toàn. Vậy, nghe thụ động sẽ đem lại những lợi ích như thế nào? Nghe thụ động là một cách để bạn có thể tạo ra được môi trường ngoại ngữ cho bản thân. Ví dụ như là môi trường nghe tiếng Trung hay là môi trường nghe tiếng Anh chẳng hạn. Bạn có thể nghe trong khi tắm, nghe trong khi nấu ăn, nghe trong khi đi tập thể dục, vân vân. Phương pháp này có thể giúp các bạn quen dần với tốc độ nói hay là ngữ điệu nói của người bản xứ, đồng thời cũng giúp các bạn củng cố thêm từ vựng cũng như là những cấu trúc câu mà bạn đã từng học trước đây. Thậm chí trong quá trình nghe, bạn có thể bắt được thêm những từ vựng mới để có thể làm phong phú hơn cái vốn từ cho bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có những quan điểm khá là kỳ quặc về cái phương pháp nghe thụ động này. Nhiều người cho rằng việc nghe thụ động là việc bạn sẽ lựa chọn nghe bất kỳ những thứ gì được nói bằng cái ngoại ngữ mà các bạn đang học. Cho dù nghe không hiểu gì hết thì bạn vẫn cứ lao đầu vào nghe, nghe dần dần quen tai rồi thì bạn sẽ hiểu là cái nội dung bài nghe đấy đang nói cái gì. Nghe rất là ảo đúng không? Bây giờ chúng mình hãy dừng lại một chút, nghĩ mà xem, hãy sử dụng một cái tư duy logic của người trưởng thành nhé để suy nghĩ như thế này. Với một người mới học ở trình độ sơ cấp, bạn đang có một cái nền tảng cực kỳ lỏng lẻo, vốn từ thì ít, tốc độ nghe thì chậm, cấu trúc câu thì cũng rất ít. Nhưng ngày nào bạn cũng bật một cái bài nghe ở trình độ cao chót vót, với tốc độ nói cao, từ vựng mới quá nhiều, cấu trúc câu mới cũng quá nhiều, các bạn hoàn toàn chẳng nghe hiểu được cái gì cả. Vậy thì thứ mà các bạn nghe được nó chỉ là những tiếng lào xào ở bên tai bạn mà bạn chẳng hiểu người ta đang nói cái gì. Hoạt động này đơn giản là giúp các bạn tốn tiền điện. Nếu sự đời đơn giản ở cái mức bạn chỉ cần kiên trì nghe đi nghe lại rồi tự dưng hiểu được một cái ngôn ngữ nào đó thì những người huy bu hơn 20 năm như tôi đây đã đứng ở đỉnh cao tiếng Nhật rồi các bạn ơi! Chúng ta nên hiểu với nhau rằng nghe thụ động là nghe trong khi không tập trung hoàn toàn, là nghe trong khi làm một việc gì đó, nhưng bạn vẫn nắm được đại khái nội dung của bài nghe, chứ không phải là bạn sẽ điếc lác 100%. Giống kiểu như bạn vừa nấu ăn vừa xem thời sự chẳng hạn, bạn sẽ vừa xào rau vừa thái thịt nhưng bạn vẫn có thể nghe được một cái vụ án nào đó được nói ở trên TV. Có thể là bạn sẽ không nắm được từng câu từng chữ, nhưng bạn vẫn biết đại khái được nội dung của nó là gì. Và đó mới là nghe thụ động. Vậy nghe thụ động có phải là một trò lừa đảo hay không? Hay nói một cách khác, nghe thụ động có tác dụng gì hay không? Câu trả lời của mình là có. Bản thân mình là người ủng hộ phương pháp nghe thụ động và cá nhân mình cũng đang áp dụng cái phương pháp nghe thụ động này trong rất nhiều năm nay. Và mình đã làm cái công tác nghe thụ động này càng nhiều hơn kể từ khi về nước. Và đây là cách mà mình thực hiện. Thứ nhất, chọn bài nghe phù hợp với năng lực của bản thân. Tuy rằng là nghe thụ động nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không hiểu một cái gì hết. Bạn nên chọn những bài nghe phù hợp với năng lực của bản thân. Có thể là bạn sẽ không nghe hiểu được 100%, nhưng ít nhất thì cũng nên chọn những bài nghe bạn có thể nghe hiểu được cỡ 70%. Ngày nay thì có rất nhiều các chương trình podcast luyện nghe được phân chia theo năng lực. Ví dụ bạn là một người ở trình độ sơ cấp, vậy thì hãy chọn nghe những chương trình podcast ở trình độ sơ cấp, tương tự với trung và cao cấp. Dù sao đi nữa thì trong quá trình nghe thụ động, bạn cũng cần phải nắm được đại khái nội dung của bài nghe là gì, đúng không? Điều thứ hai, hãy chọn lựa những chủ đề mà bạn yêu thích. Nghe thụ động là việc mà bạn vừa làm một việc gì đó vừa nghe. Và tốt nhất là bạn hãy lựa chọn nghe những cái chủ đề mà bạn yêu thích. Ví dụ bạn thích phim điện ảnh chẳng hạn thì hãy lựa chọn những chủ đề liên quan đến điện ảnh. Bạn thích văn học thì lựa chọn những chủ đề liên quan đến văn học, vân vân. Cái việc lựa chọn những chủ đề bạn yêu thích có thể giúp bạn duy trì được cái hoạt động nghe thụ động này trong một khoảng thời gian dài. Thứ ba, lưu lại những từ vựng mà bạn vô tình bắt được. Trong quá trình nghe thụ động, chúng mình có thể không tập trung một cách hoàn toàn nhưng không có nghĩa là bạn sẽ điếc 100%. Vậy nên việc bắt được những từ vựng mới trong quá trình nghe là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như tóm được từ vựng nào mới, hãy tìm cách để lưu nó lại. Bằng cách này, bạn sẽ có thể gia tăng được vốn từ vựng cho bản thân. Thứ tư, nghe đi nghe lại nhiều lần. Cái này thì tùy từng gu nhé. Sẽ có những người thì người ta sẽ chấp nhận cái việc nghe đi nghe lại cái bài nghe đến nhiều lần cho đến khi hiểu được 100% nội dung thì thôi. Tuy nhiên sẽ có những người thì cho rằng cái việc nghe đi nghe lại quá nhiều lần sẽ khiến cho các bạn cảm thấy nhàm chán và muốn bỏ cuộc, không còn muốn nghe thụ động nữa. Thì cái việc này nó sẽ tùy gu các bạn.
Nếu như bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần thì ok, hãy nghe. Còn nếu như bạn bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi thì bạn có thể chuyển sang một cái bài nghe nào đó khác. Tuy nhiên vẫn dựa trên một nguyên tắc nền tảng là lựa chọn những bài nghe phù hợp với năng lực của bản thân. Và cuối cùng, kiên trì thực hiện hàng ngày. Việc luyện nghe thụ động sẽ có tác dụng khi các bạn duy trì nó trong một khoảng thời gian dài. Các bạn sẽ không thể nào quá hy vọng rằng tôi chỉ nghe trong 1-2 tuần mà đã có thể thành tài, bỏ qua cái suy nghĩ đấy đi. Và thực ra thì học ngôn ngữ nào cũng thế, bạn cần có sự kiên trì bền bỉ. Nếu như mà chỉ có ngày 1, ngày 2 thì không ăn thua đâu. Để việc nghe thụ động có hiệu quả tốt, hãy cố gắng duy trì cái hoạt động này trong khoảng thời gian dài. Ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác. Và trên đây là toàn bộ những quan điểm của mình về việc nghe thụ động. Nếu video này giúp ích được cho các bạn, hãy để lại cho mình một like, một share, một comment, bật chuông báo tinh 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 để chúng mình gặp nhau được nhiều hơn nhé. Và nhớ để lại bình luận ủng hộ mình nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!